Mình là Poseidon. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái dự án khá là mới ở trên hệ sinh thái của Phantom, đó chính là WinSwap. Đồng thời mình cũng sẽ hướng dẫn luôn mọi người cách để chúng ta có thể trải nghiệm dự án và biết đâu đó chúng ta sẽ có cơ hội nhận được cái retroactive đến từ dự án ha. Để bắt đầu mình sẽ giới thiệu qua một chút về WinSwap. Mọi người có thể truy cập vào đường link winswap.io để mà tìm hiểu về dự án nhé. Thì đây là một dự án DeFi được xây dựng ở trên hệ sinh thái Phantom. Cái sản phẩm cốt lõi của dự án là một cái AMN DEX, tức là một cái sàn giao dịch phi tập trung. Ngoài ra thì WinSwap còn có những cái nét nổi bật hơn so với các đối tượng khác ở chỗ là nó tích hợp thêm nhiều cái tác vụ DeFi khác như yield farming, như là NFT farming, cái này khá là mới đúng không ạ, và DEX smart trading. Nên em có thể thấy thông tin về dự án khá là chi tiết, và dự án này đặc biệt là cũng đã được audit và cũng đã có một số các cái quỹ đầu tư người ta tham gia vào như là Phantom Starter, OneBlock, ZBS Capital, Titan Venture, v.v. Thì hiện tại là dự án đã công bố về cái tokenomics và cái lịch IDO. Tuy nhiên thì hôm trước khi mà mình tìm hiểu sâu hơn về dự án á, thì mình có thấy một cái bài đó là WinSwap Pioneer Liquidity Providing Program. Thì trong cái bài viết này á, thì dự án có nói về việc đó là sẽ có những cái phần thưởng nhất định cho những cái người cung cấp thanh khoản. Tuy nhiên thì người ta lại không nói rõ về cái mức thưởng. Do đó đây mình nghĩ là một cái yếu tố bất ngờ, và biết đâu đó dự án sẽ có một cái phần thưởng nhỏ nhỏ dành cho những người mà tham gia trade cũng như là tham gia cung cấp thanh khoản ở trên nền tảng của WinSwap trong những ngày đầu. Thì do đó hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái tác vụ, một số cái tác vụ chúng ta có thể thực hiện trên DApp của WinSwap để không bỏ lỡ cơ hội nhận retroactive nhé. Thì đầu tiên sau khi vào cái trang web của dự án, mọi người bấm vào phần này Launch App ha, thì nó sẽ hiện ra cái app của dự án. Thì ví MetaMask sẽ yêu cầu chúng ta phải chuyển sang cái mạng đó là Phantom Opera Mainnet, thì mọi người chỉ cần bấm chuyển mạng là được ha. Nếu mà máy của ai không tự động chuyển mạng thì mọi người có thể tìm Phantom Mainnet setting, MetaMask setting ha. Chúng ta sẽ có thể gõ cái từ khóa này để chúng ta tìm cái RPC ha, tìm cái RPC, cái setting RPC của Phantom và chúng ta cài đặt. Ok, đây mọi người có thể thấy là DApp của WinSwap. Thì hiện tại mình test thì mình thấy là chỉ có hai cái chức năng đã được mở, đó là chức năng swap và chức năng là cung cấp thanh khoản. Ok, thì còn lại những cái chức năng khác thì chúng ta đang dự án đang trong cái quá trình test và có thể sẽ ra mắt trong thời gian tới. Thì do đó chúng ta chỉ thực hiện cái tác vụ đó là swap và cung cấp thanh khoản là chính. Ở đây mọi người cần lưu ý là mọi người cần phải chuẩn bị một ít cái FTM, tức là đồng Phantom ha, để chúng ta tham gia, chúng ta trải nghiệm. Và mình sẽ lấy ví dụ đối với tác vụ swap thì mọi người chọn tab swap. Ở đây mình đã có FTM rồi thì mình sẽ chọn thêm một cái đồng nào đó để mà mình thử swap ha. Ví dụ như đây là mình sẽ chọn FUSD chẳng hạn, là một stablecoin ha. Đây mọi người có thể thấy đây là cái mức độ trừ giá. Nói chung là mình đã trải nghiệm và mình thấy cái sản phẩm của swap khá là hoàn thiện ha, khá là mượt mà, khá là trơn tru. Đây, thì chúng ta chỉ cần bấm xác nhận. Đấy, như vậy thì ok, thì như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong một cái lần swap. Bởi vì mình không biết cái điều kiện để được nhận retroactive là bao nhiêu, cho nên mình khuyến khích mọi người ấy, là chúng ta có thể thực hiện từ 3 đến 4 lệnh swap ha. Với cái volume mỗi lệnh rơi vào đó đâu đó khoảng 50-100 đô, thì khi đó tổng cái volume của chúng ta cũng đã lên tới vài trăm đô rồi, thì dự án có thể retroactive nếu mà cái điều kiện của dự án là swap nhiều lệnh hoặc là swap với cái volume tối thiểu là bao nhiêu đó thì chúng ta vẫn đạt điều kiện ha. Thì mọi người có thể thử swap lại thôi, chúng ta chỉ swap ngược lại thôi ha. Chúng ta không cần phải làm quá nhiều cái tác vụ phức tạp, chúng ta chỉ cần swap
có thể là chung một cặp nhưng mà nhiều lần cũng được ha. Khi mà chúng ta tham gia cái DeFi trên Phantom ấy, thì cái chi phí hiện tại nó cũng khá là rẻ, cho nên là mọi người có thể yên tâm ha. Chúng ta có thể swap nhiều lệnh thì thực ra chi phí cũng không đáng bao nhiêu cả, cái mức phí khá là rẻ. Đó, thì mình lấy ví dụ với hai cái lệnh swap. Cái tác vụ thứ hai mà mình muốn hướng dẫn mọi người đó là cung cấp thiên hỏa. Thì ở đây dự án đã cho có một số cặp thiên hỏa, có đây mọi người có thể thấy này, như cặp USDC DAI đấy, các cặp khác như là USDC FUT rồi USDC STM. Thì nếu như mọi người là người mới thì mình khuyến khích là mọi người nên dùng hai stablecoin để mà cung cấp thiên hỏa, để chúng ta tránh gặp phải những cái rủi ro liên quan đến tổn thất vô thường hay là những cái rủi ro khác ha. Thì để có hai stablecoin thì chúng ta sẽ quay lại phần swap ha. Mình sẽ lấy ví dụ, đây mình sẽ cần một chút là USDC đúng không ạ, USDC và DAI đúng không ạ. Đây mình chọn DAI ha, swap và 10 STM lấy một ít DAI. Qua trải nghiệm sản phẩm thì mình thấy đây cũng là một dự án khá là chỉnh chu đúng không ạ. Mọi người có thể để ý rằng dự án làm khá là chỉnh chu và rất là mượt mà. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng, mình sẽ cần USDC đúng không? Thì mình sẽ tìm USDC. Rồi ok ha, mình sẽ tiếp tục mình swap thêm 20 USDC nữa ha. Tại vì stablecoin thì thông thường như ta add thêm hỏa thì cái tỷ lệ của nó là 1:1. Mình sẽ thử. Rồi, như vậy là chúng ta đã có hai stablecoin. Thì chúng ta sẽ chọn qua phần này ha, chúng ta bấm vào nút dấu cộng. Chúng ta sẽ bấm vào phía dưới này. Chúng ta bấm vào cái phần add liquidity stage. Không hiểu sao đây mình chưa có hiện là USDC. Mọi người đợi một chút nhé. Thì mình kiểm tra lại. Có thể là do vấn đề về đường truyền mạng. Mình sẽ kiểm tra lại một chút ha. Hình như là cái transaction này nó chưa thực hiện xong, chúng ta sẽ đợi một chút. Ngoài ra thì theo mình biết thì WinSwap cũng sẽ tiến hành IDO trên Phantom Starter, do đó thì mọi người có thể nghiên cứu thêm ha, tìm hiểu thêm về dự án để ha. Nếu mà chúng ta thích thì chúng ta có thể đầu tư ngay từ giai đoạn đầu, bởi vì như mọi người cũng biết ấy, thì các AMM của các hệ sinh thái nền tảng thì nó thường có một cái mức nếu mà nó làm tốt ấy, thì nó cũng là một cái cơ hội đầu tư khá là lý tưởng. Thì trên Phantom á, mình để ý là trên Phantom thì không phải là có quá nhiều cái AMM desk thực sự là xuất sắc, do đó mình nghĩ rằng nếu mà Phantom người ta làm tốt, nếu mà WinSwap người ta làm tốt thì vẫn có cái cơ hội để mà người ta trở thành là một trong những cái desk lớn ở trên Phantom. Thì mọi người có thể thấy đây là cái tài liệu liên quan đến dự án này, mọi người có thể tìm hiểu về những cái chức năng ha. Rồi như vậy thì cái lệnh USDC đã xong rồi, thì chúng ta sẽ quay lại phần liquidity nhé. Đây mình sẽ làm lại từ và chúng ta sẽ bấm vào phần add liquid, sau đó chúng ta chọn đây mình sẽ chọn 20 USDC, thì bên này nó sẽ tự nhảy số cho mình là 19.99.07 DAI ha. Thì chúng ta sẽ phải bấm chấp thuận, chúng ta chấp thuận hai cái loại tài sản này để add thanh khoản. Rồi dạo này mạng nhà mình cũng khá là có vấn đề cho nên để chịu khó đợi một chút. Rồi như vậy là chúng ta đã làm được hai cái tác vụ này xong. Thì như vậy bây giờ chúng ta chỉ cần bấm supply ha, và hệ thống sẽ chấp nhận chúng ta cung cấp thanh khoản. Thế ở đây mọi người có thể thấy là cái hiển thị ha, cái phần trăm ví dụ em mình cung cấp từng đó tiền thì cái phần trăm share của mình trong cái pool này là 0.9% ha. Rồi thì đây là mình lấy ví dụ, còn mọi người muốn tăng cơ hội nhận withdraw tiếp đó, thì mình nghĩ là cái liquidity chúng ta cung cấp thanh khoản lên lớn một chút, hoặc là tầm $100 ha.
chúng ta có thể để cái liquidity này trong một vài ngày nếu như mọi người không có cần gì gấp, tại vì đây là stablecoin thôi thì mọi người không lo nó bị rủi ro về việc là nó bị biến động tỷ giá, cho nên là mọi người có thể để vài ngày cho nó chắc là chúng ta sẽ nhận được cái withdrawal từ cái dự án ha. Thì sau đó thì chúng ta có thể là remove, hay nếu như mọi người đã dùng xong và đã liquidity xong thì mọi người có thể bấm remove để chúng ta rút về cái tiền của mình ha. Thì ở đây dự án mọi người để ý là dự án người ta cho phép chúng ta rút 25%, 50%, 75% hoặc là max. Thì mình sẽ lấy ví dụ là mình sẽ rút toàn bộ cái số tiền mà mình đã thanh khoản hồi nãy. Đây, chúng ta sẽ bấm enable. Sau đó bấm remove ha. Đó, xác nhận. Rồi, thì đã báo hoàn thành, thì khi đó mọi người bấm xong phần swap thì mọi người sẽ được nhận lại DAI và cái USDC của mình ha. Đây, nó đã nhảy số rồi. Thì đây là toàn bộ những cái bước mà mình nghĩ là mọi người cần phải thực hiện để mà có cơ hội nhận được retroactive, và mình nghĩ là mọi người nên làm, tại vì ở bên này dự án người ta đã thông báo về cái việc là sẽ có một cái chương trình thưởng thanh khoản rồi. Thì chắc chắn là người ta sẽ thưởng thanh khoản, thưởng cái token cho những ai mà đã cung cấp thanh khoản. Thì ngoài ra thì dự án có thể thưởng thêm cho những người người ta đã swap ở trên cái WinSwap ngay đầu. Thì do đó mọi người nên bỏ ra một chút thời gian để thứ nhất chúng ta trải nghiệm sản phẩm, và nếu chúng ta thích thì sau này chúng ta có thể tìm ra được một cái cơ hội đầu tư, và thứ hai là không bỏ lỡ cơ hội nhận retroactive đến từ dự án nếu như nó có ha. Rồi thì video sẽ kết thúc đây, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Đừng quên follow Coinstar TV để nhận được thêm rất là nhiều video hữu ích từ tụi mình nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người.